Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ý sinh từ 1/10, lột xác chất hình nước cất, khiến người xem chẳng nỡ từ chối. Cái chiếc ý sinh từ 1/10 độ hôm nay là một trong những trường phái vô cùng lớn mạnh, và một cái sức hút của trường phái này chắc chắn sẽ không bao giờ bị sụt giảm, khi có rất nhiều anh em chơi ý sinh từ 1/10 luôn cho ra mắt những băng độ nóng hổi. Chẳng hạn như cái chiếc xe hôm nay, một phiên bản là ý sinh từ 1/10 sổ chim mình dạng chừng CC long lanh đẹp không một góc chết. Cái cụm thắng cụm con trên xe đều là một cái hiệu đến từ Racing Boy cũng rất nổi tiếng, vừa thẩm mỹ mà còn đem tính lực bóp dịu nhẹ thoải mái. Đằng sau cụm thắng còn có cụm ga đồn nồ hay ga trên được giao nhiệm vụ để rút ngắn hành trình đi ra. Hiện cái cụm ga này đang được bán mức giá khoảng 1,4 triệu. Cái chiếc Exciter hôm nay đang show cho mình cái cặp mâm Cosi K5 có giá thành cực kỳ hợp lý, chỉ khoảng tầm là 2,5 triệu, gắn hoàn chỉnh như zin, không chế cháo gì hết. Mặc dù mâm nhôm đúc nhưng cái phần viền bóng rất là đẹp và nước nhôm cũng cực kỳ đẹp mắt. Nó thật sự trông rất giống như cái dòng mâm CNC. Quay lại cái hệ thống thắng, dầu được truyền từ cái cụm thắng Traceboy đến cửa hàng phía trước thông qua cổng dầu Hells bấm đầu cực kỳ đẹp mắt. Cổng dầu này kết nối con hẹp Fando Blitz 4-bit Racing, chắc chắn sẽ đem đến lực phanh mạnh mẽ hơn. Còn đĩa thắng thì là đĩa của Kinrass có cam màu lòng vàng cực kỳ lôi cuốn. Cái chỗ trống ở cặp lốc nguyên bản nay được thay mới bằng cặp lốc của SS màu vàng đồng, một trong những món đồ chơi cũng gắn như xin cho cái dòng này Exciter 1/10, được nhiều anh em chơi xem rất yêu thích vì có sự thẩm mỹ và hơn cái lốc xin. Khoảng thời gian gần đây thì có lẽ cái dòng bô là AKM M3 Titan là một dòng bô được nhiều anh em cũng ưa chuộng vì âm thanh của nó cũng rất hay đi vào lòng người. Hơn nữa nó được làm từ Titan nên cây bô này cũng có cái trọng lượng khá nhẹ, khả năng tản nhiệt cũng rất tốt. Heo tháng sau cũng có dùng cho mình là cái dòng heo Fando Blitz, nhưng cái lần này là phiên bản 2-bit phù hợp với dàn chân sau. Vị trí còn được người chủ củng cố bằng bộ cấp CNC AT Racing ga màu xám, ăn khớp với tông màu chủ đạo của chiếc xe. Buộc nhúng, người chủ lựa chọn một cái dòng buộc cao cấp của thị trường Sibol sản xuất dành cho cái chiếc Exciter 1/10 sử dụng. Cái dòng buộc là ti vàng thân đen rất là sang trọng, hiện nay nó đang được bán mức giá khoảng là 4,4 triệu và khoảng là 6 triệu đồng tùy theo từng bản. Một cái tông màu tổng thể được định hướng theo cái cách phối là bạc cam cũng là mắt, một cách phối màu độc đáo lấy ý tưởng từ anh em LC 1/10 tại trường Malaysia. Quay lôi cuốn hơn bởi nét đẹp tinh tế đến từ Biker Thái. Dù không mang cho mình động cơ mẻ như cái hệ sau, nhưng có lẽ những cái dòng quay để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem bằng những bản đồ nhẹ nhàng đến làm hỗn theo cách của mọi người. Và chiếc quay đến từ cái xứ chịu bệnh dưới đây một dẫn chứng khá cụ thể. Có lẽ bên nước bạn, những cái tông màu nó bật thường được rất ưa chuộng, tương tự như cái gam màu xanh dương của những cái chiếc quay đồ dưới đây. Bên cạnh đó còn bộ tem mang cách của quay 105i. Chị lực trung tâm, chị lực cổ đến từ của Hodim. Người chủ đang rất chú trọng về cái sự an toàn khi chúng ta di chuyển tốc độ cao nên mới trang bị hai món đồ chơi này. Công dụng chính của nó là ổn định tay lái khi chọn độ cao, cũng như tăng được độ kiển cho xe. Phía trước phong cách hơn bởi cái rổ inox mang cho mình thiết kế sắc sảo, nó sẽ tạo ra một khoảng trống đủ rộng để chứa được rất nhiều đồ tiện ích. Chàng chân mỏng manh, cái cách chơi của bài cửa nước bạn chúng hãy được cái ánh vàng óng ánh từ cái phần nhôm. Hệ thống phanh được nâng cấp rất mạnh, đĩa mô tô 3 kết hợp hẹp Rainbow Blitz 4-bit đi cùng với dòng F. Phần yên được gọt lại dưới dáng cốc cạnh siêu mỏng, nó mang lại cái sự thể thao hơn cho xe. Xem qua tí xíu thấy được cản sau bị lò bỏ để cho nên phong trần hơn. Cánh trái điểm nhấn chế phần sau có sợi sên óng ánh kết tông màu xanh lá. Bức cây phục đi bi bình dầu sẽ cho được nhúng đi máy hơn khá nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like và subscribe.